Thượng úy Nguyễn Đình Chiến, sinh năm 1993, đảng viên chi bộ đội chính trị hậu cần, trực thuộc Đảng bộ Công an thành phố Phan Rang Tháp Chàm, là một trong những điển hình được Ban Thường vụ Thành ủy Phan Rang Tháp Chàm ghi nhận thành tích qua 3 năm thực hiện kết luận số 01 KL trên TVĐP của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện chỉ thị số 05 CT trên TVĐP về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Niềm vui lớn lao này là thành quả được đúc kết bằng sự nỗ lực không ngừng của một đảng viên trẻ đầy nhiệt huyết và năng động, dám nghĩ, dám làm. Thấm nhuần 6 điều Bác Hồ dạy công an nhân dân, đối với tự mình phải cần kiệm liêm chính, đối với đồng sự phải thân ái giúp đỡ, đối với chính phủ phải tuyệt đối trung thành, đối với nhân dân phải kính trọng lễ phép, đối với công việc phải tận tụy, đối với địch phải kiên quyết khôn khéo. Đồng chí Nguyễn Đình Chiến thường xuyên nghiên cứu và chấp hành nghiêm túc các chỉ thị nghị quyết của đảng, của ngành, đặc biệt là nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 về tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Để nhận thức được nội dung, ý nghĩa và giá trị to lớn của tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, thì bản thân đã thường xuyên nghiên cứu, học tập và thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị của đảng, của ngành như nghị quyết Trung ương 4 khóa 12, chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, chỉ thị số 07 của Bộ trưởng Bộ Công an và cuộc vận động số 337 về xây dựng phong cách người công an nhân dân bản lĩnh, nhân dân vì nhân dân phục vụ, các nội quy quy định của ngành, của đơn vị, thì qua đó cũng đã góp phần xây dựng cho bản thân có một lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, kiên định, không hoang mang dao động trước mọi khó khăn thử thách, sự cám dỗ của các thế lực thù địch và các loại tội phạm. Từ nhận thức, đồng chí đã làm theo Bác, tự rèn luyện, nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, giữ đúng tư thế, lễ tiết, tác phong của người cán bộ chiến sĩ công an nhân dân với tinh thần vì nhân dân phục vụ, giữ vững bản lĩnh chính trị, trung thành tuyệt đối với đảng, tổ quốc và nhân dân, không sa ngã trước sự mua chuộc, lôi kéo, cám dỗ về vật chất của các thế lực thù địch và tội phạm. Sống tâm tư của cán bộ chiến sĩ, để qua đó kịp thời tham mưu cho lãnh đạo công an thành phố chấn chỉnh những cán bộ chiến sĩ có biểu hiện sai phạm để nhằm hạn chế đến mức thấp nhất cái việc sai phạm của cán bộ chiến sĩ. Từ nhận thức, đồng chí đã làm theo Bác, tự rèn luyện, nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, giữ đúng tư thế, lễ tiết, tác phong của người cán bộ chiến sĩ công an nhân dân với tinh thần vì nhân dân phục vụ, giữ vững bản lĩnh chính trị, trung thành tuyệt đối với đảng, tổ quốc và nhân dân, không sa ngã trước sự mua chuộc, lôi kéo, cám dỗ về vật chất của các thế lực thù địch và tội phạm. Không chỉ tận tâm với công việc, chịu khó nghiên cứu học hỏi, tìm tòi những kinh nghiệm, cách làm hay để nâng cao hiệu quả nhiệm vụ được giao, được chỉ huy đánh giá cao về năng lực công tác, mà đồng chí Chiến còn là tấm gương điển hình về phẩm chất, đạo đức, lối sống trong sạch, giản dị, được đồng nghiệp thương yêu, tin tưởng, gần gũi, thường xuyên nắm bắt diễn biến tư tưởng của anh em cán bộ chiến sĩ trong đơn vị, kịp thời tham mưu cho lãnh đạo chấn chỉnh các đồng chí có biểu hiện vi phạm, hạn chế đến mức thấp nhất, không để xảy ra vi phạm, xử lý kỷ luật. Trong thời gian vừa qua, đồng chí Chiến được đảng ủy lãnh đạo cũng như là chỉ huy của đơn vị đã đánh giá rất là cao về đạo đức lối sống cũng như là quá trình sinh hoạt, rồi chức trách nhiệm vụ, thực hiện các chức trách nhiệm vụ mà đồng chí Chiến được phân công. Thì đối với cái là một cán bộ đảng viên thì đồng chí Chiến là được đánh giá là một đảng viên cán bộ rất là gương mẫu, có phẩm chất đạo đức rất là tốt, có cái lối sống rất là hòa đồng và phát huy cái tinh thần đoàn kết trong nội bộ rất là lớn. Trong các hoạt động phong trào thì đồng chí luôn là nhiệt tình và rất là gương mẫu đi đầu trong các hoạt động, nhất là những cái sự kiện phong trào mà do công an tỉnh cũng như là ủy ban thành phố cũng như là phong trào đoàn của đơn vị triển khai thì đồng chí đều tham gia đầy đủ. Trong cái sinh hoạt nội bộ thì đồng chí luôn nêu cao cái tinh thần đoàn kết với anh em, luôn là hòa đồng, hòa nhã, sẵn sàng hỗ trợ và giúp đỡ cán bộ chiến sĩ trong đơn vị cũng như là các đơn vị khác hoàn thành các nhiệm vụ được giao.